Sáng ngày 18 tháng 5, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ thông tin, Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch trình tự quy định. Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, từ nay đến ngày bầu cử, ngày 23 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai quyết liệt các yêu cầu nhiệm vụ nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình chuẩn bị và bầu cử, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử, tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, đảm bảo công bằng, an toàn, dân chủ, linh hoạt và đúng pháp luật. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để lãnh đạo các địa phương đang là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 như Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, báo cáo kỹ lưỡng công tác chuẩn bị bầu cử. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, lãnh đạo các địa phương Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh đều khẳng định quyết tâm tổ chức bầu cử nghiêm túc, đúng quy định, hoàn thành trọn vẹn trong ngày 23 tháng 5 tới đây. Sáng ngày 18 tháng 5, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức cho biết vừa ghi nhận một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 35 tuổi ngụ chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, sau khi đi khám tại bệnh viện Vinmed Central Park vì sốt, ho, đau họng. Khai thác lịch trình, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức cho biết bệnh nhân là nhân viên của công ty Deloitte quận 3, có tiếp xúc nhiều người nhưng không nhớ rõ ai, có tiếp xúc một chuyên gia Ấn Độ không nghi ngờ nhiễm. Bản thân bệnh nhân một tháng qua không đi khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 5, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Vinmed Central Park do ho, đau họng, giảm vị giác, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đại diện Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức cho biết thêm, gia đình bệnh nhân có 5 người, bệnh nhân, mẹ vợ, vợ và hai con. Người vợ làm cho một công ty ở khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức đã phong tỏa một lầu chung cư nơi bệnh nhân sinh sống khử khuẩn, phối hợp nơi làm việc của hai vợ chồng để tiến hành xử lý khử khuẩn công ty nơi người vợ bệnh nhân làm việc theo đúng quy trình phòng chống dịch. Sáng ngày 18 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội đã thông tin về 6 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 trên địa bàn Hà Nội. Trong số này có 3 trường hợp liên quan tới bệnh nhân 3634, cựu giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, Hasinco. 3 ca là F1 của bệnh nhân 3634 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, bao gồm con trai, 3 tuổi, ở tòa nhà Center Point, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, là con út của bệnh nhân 3634. Cha đẻ, 72 tuổi, ở tòa nhà Center Point, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, người giúp việc trong gia đình, nữ 60 tuổi, ở tòa nhà Center Point, đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Một ca bệnh liên quan ổ dịch công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Slend ở Thường Tín là nam 34 tuổi, công nhân của công ty. Địa chỉ nơi ở, thôn Sam Dương 2, Ninh Sở, Thường Tín. Hai ca bệnh thuộc chùm ca bệnh tại Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều. Những người này đang được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội, Nam Từ Liêm, gồm bệnh nhân nam 61 tuổi, ở thôn 5, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội. Bệnh nhân điều trị tại khoa nội tạo huyết, Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều từ ngày 22 tháng 4. Bệnh nhân nam 54 tuổi ở thôn Chùa, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc là bệnh nhân điều trị tại khoa nội tạo huyết, Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều từ ngày 5 tháng 5. Sáng ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đoàn công tác đã tới kiểm tra và làm việc tại tỉnh Bắc Giang khi dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại địa phương này, với số ca mắc mới tăng rất cao trong công nhân khu công nghiệp. Tới kiểm tra tại khu công nghiệp Quang Châu ở huyện Việt Yên, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với những khu vực nguy cơ cao. Riêng Việt Yên phải phong tỏa nâng cấp độ cao hơn. Thà mình làm sớm làm mạnh hơn, còn hơn đuổi theo dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, khi tới kiểm tra tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Bắc Giang, trên cơ sở Bệnh viện Nội tiết đang điều trị 165 bệnh nhân COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế đã động viên chia sẻ với cán bộ lãnh đạo và y bác sĩ bệnh viện đang rất căng thẳng, vất vả khi số bệnh nhân COVID-19 rất đông. Sáng ngày 18 tháng 5, trao đổi báo Sài Gòn Giải Phóng, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca mổ cho một sản phụ là người dân khu chung cư 12T3, nơi đang bị phong tỏa vì có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Theo đó, nữ bệnh nhân 20 tuổi trú tại khu chung cư 12T3, đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sau khi chẩn đoán, các y bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai. Ban đầu định lập phòng sinh ngay tại chung cư 12T3. Tuy nhiên, khi khám kỹ, các bác sĩ nhận thấy sản phụ này đã mổ một lần, nguy cơ cao nên đưa về trung tâm y tế quận Sơn Trà. Tại trung tâm, bệnh nhân được chuyển mổ lúc 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, đón bé trai nặng 2,6 kg. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định. Sản phụ đang được chăm sóc tại khu hồi sức riêng biệt tại trung tâm. Sáng ngày 18 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Minh, 50 tuổi, nguyên bí thư đảng ủy xã Liên Hà, về các tội giết người, lạm nhiệm tín dụng chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả. Tại phiên tòa hôm nay, để làm rõ cho hành vi Minh cố tình giết người hay không, luật sư bào chữa cho bị cáo đã đề nghị hội đồng xét xử triệu tập 3 nhân chứng mới gồm Trần Tui, quê Sóc Trăng, người làm công trước đó cho bị cáo, Bùi Thị Bình làm công quả ở chùa Thầy Lượng và sư thầy Nguyễn Thành Được. Nội dung của các nhân chứng là tình tiết mới xuất hiện có nhiều điểm trùng khớp với lời khai của bị cáo Minh tại phiên xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để triệu tập các nhân chứng trên trong phiên xét xử mới để làm rõ các tình tiết liên quan. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa theo đề nghị của luật sư. Quân đội Israel cho biết đã nã pháo vào miền nam Liban vào tối ngày 17 tháng 5 sau khi 6 rocket từ khu vực này phóng về phía Israel, nhưng sau đó rơi trong lãnh thổ Liban. Vụ phóng rocket nói trên đã kích hoạt hệ thống còi báo động tại cộng đồng dân cư Kibbutz Mizgaam ở miền bắc Israel. Người phát ngôn quân đội Israel nêu rõ, 6 rocket được xác định phóng từ Liban đã không vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel tối ngày 17 tháng 5 cho biết, trong một tuần qua, các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza đã nã khoảng 3.350 quả rocket về phía Israel. Phía Israel đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả các vụ phóng rocket này.